Bạn đang đau đầu vì doanh số ngày càng đi xuống. Bạn thắc mắc không hiểu vì sao đối thủ của bạn ngày càng phát triển. Bí mật của họ ư? Đơn giản thôi, đó chính là giải pháp marketing online số 1 All in One, cạnh nhanh nhất để tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng với chi phí không đồng. Truy cập ngay hpsoftware.vn, nhập ngay mã DDTV vào khung chat để được giảm tới 20%. Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi, hâm nóng bất động sản Phú Quốc. Phú Quốc, nơi Phượng Hoàng xây tổ. Sở hữu những bãi biển đẹp hoang sơ hút hồn như là bãi Trường, bãi Sao, bãi Thơm, bãi Ông Lang, bãi Khem, Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, đăng nổi lên là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Từ chỗ chỉ có khoảng 239.000 du khách đến với Phú Quốc vào năm 2010, thế nhưng chỉ sau 3 năm trở lại đây, con số này chỉ bằng lượng khách đến với Phú Quốc trong vòng vỏn vẹn 1 tháng. Đến nay, Phú Quốc thực sự đã lột xác, không chỉ có những bãi biển mê hoặc lòng người mà còn là những khu nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, nơi vui chơi giải trí cao cấp thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Tính tới cuối tháng 12/2018, Phú Quốc đón hơn 3,7 triệu lượt khách, tăng hơn gần 40% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 72%. Doanh thu từ du lịch của Phú Quốc đã cán mốc mới với mức là 5.183 tỷ đồng, vượt 47% so với cùng kỳ. Một mức độ tăng trưởng đáng mơ ước của bất kỳ thị trường du lịch nào, số liệu lấy từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Có lẽ con số này chưa dừng lại, sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khi Phú Quốc được quy hoạch phát triển trở thành một đặc khu thực sự. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng từng chia sẻ trên hãng truyền thông quốc tế Reuters rằng Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong sẽ tạo nên một sức hút cực lớn, các khoản đầu tư sẽ bùng nổ khi nơi đây trở thành đặc khu kinh tế. Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách, dấu chân của những tập đoàn lớn trong và ngoài nước đòi hỏi một hệ thống được đầu tư kết nối cơ sở giao thông, hạ tầng lưu trú đồng bộ, phức hợp khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế. Đồng thời được quy hoạch là một trong ba đặc khu kinh tế của Việt Nam, cảng tàu đẳng cấp thượng hạng đón hàng nghìn lượt khách, giúp tiềm năng của thị trường này gần như chưa có điểm dừng. Trong công cuộc chinh phục khách hàng trong và ngoài nước, có thể nói Phú Quốc là mỏ vàng cho những nhà đầu tư cũng như là chủ sở hữu bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng. Dễ dàng có thể cảm nhận được sự thay ra đổi thì từng ngày của Phú Quốc khi trở thành điểm đầu tư chiến lược của những ông lớn như là Vingroup, Sun Group, CEO Group, Beam Group. Những dịch vụ cao cấp tầm cỡ quốc tế được hình thành như Vinpearl Phú Quốc, Novotel Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc, Emerald by Resort & Spa. Casino, cú hích mới cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Bất động sản nghỉ dưỡng mấy năm trở lại đây đã rất sôi động. Giờ đây thị phần này sẵn sàng đón vận hội mới khi chính phủ thông qua Nghị định 03/2017. Thí điểm đón du khách tại các sàn casino ở Phú Quốc cùng với Vân Đồn trở thành một trong hai địa điểm người Việt được tham gia chơi. Bước ngoặt này giúp Phú Quốc định vị trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng hạng sang tầm vóc quốc tế. Tiềm năng của casino Việt Nam cũng đã lọt vào tầm ngắm của những ông lớn. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới mà Las Vegas Sands đầu tư và phát triển các khu nghỉ dưỡng phức hợp. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đang có 4 dự án casino được tiến hành xây dựng, bên cạnh 7 casino cho người nước ngoài đã được cấp phép và vận hành từ trước đó là Casino Đồ Sơn Hải Phòng, Casino Rick Hạ Long, Casino Lợi Lai Móng Cái, Arsvito International Hotel and Casino Lào Cai, Casino Crown Đà Nẵng, Casino Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu, Phoenix International Club Bắc Ninh. Một số casino khác đang được xây dựng gồm Casino Nam Hội An, Casino Vân Đồn, Casino Phú Quốc nằm trong các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất hiện nay. Thực tế, casino đã đem lại rất nhiều lợi ích phát triển kinh tế. Một vài mô hình casino trên thế giới khá thành công, điển hình như tập đoàn Las Vegas Sands và Gambling Singapore đã chi 10 tỷ USD xây dựng hai khu nghỉ dưỡng phức hợp casino Marina Bay Sands và Sentosa khai trương vào năm 2010. Ngay lập tức, chính phủ Singapore đã thu về 1,1 tỷ USD năm đầu tiên doanh thu thuế từ hai dự án casino trên. Tại Hàn Quốc, doanh thu từ các casino năm 2014 đã lên đến khoảng 2 tỷ USD, hay tại Malaysia, khu phức hợp casino Redding Resort World từ doanh thu 800 triệu USD đã lên đến hơn 4,6 tỷ USD vào năm 2015. Tại cao nguyên 4.000m, Redding, nơi được coi là thủ phủ casino quanh năm sương mờ, hàng năm đón tiếp hơn 10 triệu khách du lịch quốc tế.
Với sức hấp dẫn khó cưỡng của mô hình sinh lời này, thậm chí những quốc gia chưa từng có casino như Quốc hội Thái Lan hay Malaysia, Philippines, Indonesia cũng nhanh chóng tăng cường đầu tư các cơ sở hiện có và tranh thủ đấu thầu dự án casino của Singapore. Đầu tư vào casino cũng sẽ là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và là quyết định đầu tư mạnh tay nhất của tập đoàn Las Vegas Sands từ trước đến nay tại một quốc gia. Cùng với những tiềm lực dồi dào chưa được khai thác triệt để về du lịch của đảo Ngọc Phú Quốc, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, sự kết hợp giữa bất động sản nghỉ dưỡng và casino sẽ là một bước ngoặt mới, thay đổi cục diện bất động sản tại những điểm được lựa chọn đặt casino, mang về nguồn lợi khổng lồ chưa từng có. Theo dự báo của những chuyên gia, lĩnh vực casino ở Việt Nam sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa các nhà đầu tư có tiềm lực và ai nhanh chân, người đó sẽ có lợi thế. Khi các sàn này đi vào hoạt động và mở rộng quy mô sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương từ nhiều góc độ khác nhau, hút dòng vốn đầu tư khổng lồ rót về, kích thích các nhà đầu tư mạnh dạn hơn cũng như là tạo động lực phát triển cho ngành du lịch. Dù Việt Nam tăng được lượng tiền ngoại tệ, thu về một phần ngân sách quốc gia không hề nhỏ, cũng như là tuyển dụng được thêm nhiều lao động địa phương và chấm dứt tình trạng ngoại tệ bị chảy ra nước ngoài. Mô hình kinh doanh casino không đơn thuần chỉ là khu vực kinh doanh sòng bài mà khu phức hợp để tổ chức các điểm nghỉ dưỡng, nghệ thuật, giải trí, hội nghị, triển lãm, mua sắm với giá trị tài sản gia tăng phi mã mà chưa có dấu hiệu dừng lại theo thời gian. Có thể nói đối với bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, đây chính là đòn bẩy, là con gà đẻ trứng vàng, là cánh cửa về một miền đất hứa sinh lời đã mở rộng, là cơ hội cho những nhà đầu tư thông minh hiểu biết về thị trường ngày một lớn. Đại dự án của Vingroup sát casino Phú Quốc, cuộc chơi mới hâm nóng thị trường. Đã nhiều tháng qua, thị trường Phú Quốc chưa có sản phẩm nào đủ độ nóng kể từ khi cơn sốt khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên từ cuối 2017 đến khoảng giữa 2018. Thế nhưng gần đây thông tin về một dự án bom tấn của Vingroup về một loạt sản phẩm mới là Shophotel bên bờ biển cùng với Corotel và Mini Hotel, vốn dĩ là loại hình bất động sản đang được rất nhiều nhà đầu tư trông đợi, đang được đồn đoán sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới, sẽ là nơi hút dòng vốn đầu tư. Bà Trần Thị Thu Hiền, CEO của DTG Group, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối nhiều dự án biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl của Vingroup cho biết, thừa hưởng tiềm năng sẵn có về du lịch, kèm theo là sự phát triển về hạ tầng tiếp tục là điểm thu hút đầu tư lớn nhất cả nước cho bất động sản nghỉ dưỡng. Các chủ đầu tư uy tín tập trung đầu tư cho Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, hiện đại bậc nhất khu vực và quốc tế. Hàng loạt các hạ tầng được đầu tư và nâng cấp, cảng biển, đường giao thông, casino đi vào vận hành. Loại hình sản phẩm mới là Shophotel bên bờ biển cùng Condotel và Mini Hotel, đặc biệt là các sản phẩm sát casino sẽ bùng nổ nguồn cung để phục vụ khách du lịch. Cũng theo bà Hiền, việc cho du khách Việt vào chơi trong casino là phù hợp và là một tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch của Phú Quốc. Được biết với quy mô khủng, với giấy cấp phép cho người Việt chơi, casino Phú Quốc là khu vui chơi giải trí cao cấp dành cho du khách đại gia. Không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là tụ điểm sinh lời từ các giới thượng lưu ghé nơi đây tham gia hình thức giải trí đánh bài lần đầu tiên được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Ngoài lợi nhuận bổ sung từ hoạt động vận hành kinh doanh cho thuê của công ty quản lý, doanh thu thụ động từ việc tiêu điểm tích lũy của khách chơi casino cũng là một phần lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư theo loại hình mới này. Những sản phẩm bất động sản quanh khu vực cũng vì thế hứa hẹn bước sang trang mới, trở thành điểm nóng đổ về của dòng vốn đầu tư đa dạng trong và ngoài nước. Cũng không phải ngẫu nhiên mà công ty tư vấn CBRE xếp Phú Quốc vào nhóm những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mới nổi hàng đầu Việt Nam. Với sàn casino được xây dựng trên diện tích 30.000m2 với khoảng 200 bàn chơi, hơn 2.000 máy chơi. Bên cạnh đó còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng. Khu phức hợp bao gồm khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, sân golf với tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng, tức là 2 tỷ USD. Phú Quốc nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc nói riêng đã và đang chuyển mình thay áo từng ngày. Là một dịch vụ gắn liền với sự xa xỉ, đẳng cấp, nguồn lợi, hiệu quả kinh doanh mang đến cho nhà đầu tư bất động sản quanh các casino, vì vậy cũng luôn tối ưu hơn so với bất kỳ phân khúc nào. Nhưng nên vậy việc cấp phép hoạt động cho casino luôn rất hạn chế. Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết vốn từ 4 tỷ USD trở lên. Đây là điều kiện cần và đủ để đầu tư vào khu casino. Do đó, những bất động sản nằm cận kề các casino luôn nằm trong nhóm hàng hiếm, không phải ai cũng có thể sở hữu.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản được nhiều chuyên gia nhận định là đang trong giai đoạn đi ngang, các nhà đầu tư đang loay hoay không biết phải bỏ tiền vào đâu dịp cuối năm 2018 khi mà chứng khoán đang giảm nhiệt, kênh gửi tiền tiết kiệm, vàng hay USD thì không còn hấp dẫn. Các loại bất động sản đi kèm với mô hình vui chơi giải trí du lịch mới này tại Phú Quốc sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà đầu tư. Có lẽ khi bất động sản nghỉ dưỡng, sân chơi không dành cho các chủ đầu tư vừa và nhỏ. Nhìn vào khu cầu thuê ở các khách sạn cạnh casino như ở Sentosa, Singapore luôn cao vượt trội hơn với những nơi khác. Lợi ích mà casino mang lại cho các khu lân cận, đặc biệt là Sofitel, Codotel và Mini Hotel luôn ở mức hấp dẫn khó cưỡng. Theo Gia Bảo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!